là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho những người làm biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi, xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, tấn tài, tấn lộc, tấn an khang. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi, thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để đón xem được những video mới nhất mà ba mươi tập chương trình đăng tải cũng như là thấy nội dung hay hữu ích thì hãy like chia sẻ video cho mọi người cùng xem và quý cô bác anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận kênh minh đường tử vi vô cùng cảm ơn quý cô bác anh chị trong nội dung video ngày hôm nay mà ba mươi tập chương trình gửi tới quý cô bác anh chị đó chính là nội dung như sau tiên tri chấn động, đúng 2 tháng đầu năm 2024 âm lịch, bí mật làm điều này, tuổi kỷ hợi 1959, được lộc bề trên, gánh lộc về nhà, vét cạn ví thần tài, tiền về tới tấp, giàu sang nhất vùng thiên hạ. Kỷ hợi hiền lương sống thật thà, chân thành chất phát vốn ôn hòa, khoan dung an phận hay nhường nhịn, nhẹ dạ cả tin ít nghĩ xa, không thích bon chen ưa học hỏi, dốc lòng giúp bạn chẳng gian tà, tin theo số mệnh không tham vọng, thích được thanh nhàn tình thiết tha hai tháng đầu năm 2024 Phật trời thương xót, tuổi kỷ hợi sinh năm 1959, tiền rơi thẳng mặt, trả sạch nợ nần, giàu sang hưng vượng, nếu biết sớm điều này. Mến chào quý vị cô bác tuổi kỷ hợi, sinh năm 1959, đã đến và đồng hành cùng Minh Đường Tử Vi trong chuyên mục Tử Vi hai tháng đầu năm 2024 mới nhất ngày hôm nay. Nhân dịp đầu xuân năm mới, xin kính chúc quý cô bác một mùa xuân tràn đầy sức khỏe, hạnh phúc và may mắn, vạn sự như ý, sống lâu trăm tuổi. Kính thưa quý cô bác tuổi kỷ hợi thân mến, trong năm 2023 chúng ta đã trải qua bao nhiêu khó khăn thử thách, từ kinh tế chính trị, đến thiên nhiên và các vận hạn. Đến bây giờ ai ai cũng mong muốn tìm kiếm cho mình nhiều vận may, cùng thời cơ tốt để thực hiện các dự định cùng kế hoạch của bản thân mình. Trong số 12 con giáp thì trời sinh mỗi người một vận số khác nhau, tùy vào quãng thời gian khác nhau trong cuộc đời, mà có thể gặp được những phúc họa trời ban riêng cho từng người, mà chúng ta không thể nào lường trước được. Năm âm lịch 2024 là năm Giáp Thìn, theo thuyết ngũ hành, Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, cụ thể là Phú Đăng Hỏa, chữ Phú trong Hán tự có nghĩa là đầy đủ, sung túc, vui vẻ, Đăng nghĩa là ngọn đèn, còn Hỏa nghĩa là lửa, như vậy, Phú Đăng Hỏa nghĩa là ngọn lửa phát ra từ chiếc đèn mang đến sự may mắn, niềm vui và hạnh phúc cho vạn vật. Rồng là con vật biểu tượng cho sức mạnh, trí tuệ và thành công nên được cho là một năm tốt lành đem lại những bước đột phá cho những ai biết nỗ lực và nắm bắt cơ hội. Vì vậy, trong năm 2024 được xem là dấu hiệu của nhiều điều may mắn và cơ hội thăng tiến trong nhiều phương diện, vậy vận trình cụ thể của chủ mệnh tuổi kỷ hợi, sinh năm 1959. Trong 2 tháng đầu năm 2024 sẽ ra sao, may mắn giàu có hay vận hạn thế nào? Xin mời quý cô bác cùng theo dõi luận giải chi tiết ngay sau đây của chúng tôi nhé. Thưa quý vị, Đầu tiên chúng ta cùng xét về lá số tử vi của gia chủ tuổi kỷ hợi trong năm 2024 năm giáp thìn. Quý vị hãy dành ra một hai phút để chúng ta cùng chiêm nghiệm lại. Về lá số tử vi của những gia chủ tuổi kỷ hợi, chúng ta đã biết khi mà chúng ta biết được vận trình tổng quát của năm thế nào thì chúng ta xét luận đoán theo từng tháng thì mới được chuẩn xác. Có cách căn cứ để chúng ta luận đoán được chính xác nhất và ngay bây giờ chúng ta cùng đi vào lá số tử vi năm 2024 của những gia chủ tuổi kỷ hợi sinh năm 1959, nam mạng và nữ mạng. Người tuổi kỷ hợi sinh năm 1959, hay còn gọi là đạo viện chi chư, lợn trong tu viện, âm mạng tuổi âm 66 tuổi, ngũ hành bản mệnh, bình địa mộc, cây trên đất bằng, xương con heo, tướng tinh con gấu. Xem tử vi chọn đời thấy rằng, theo quan niệm dân gian, thì người tuổi hợi là người sáng dạ, nắm bắt vấn đề nhanh nhạy tháo vát, người tuổi này dễ ăn uống, không kén chọn và có cơ thể khỏe mạnh, tính cách của người tuổi hợi luôn ôn hòa, lương thiện, có khả năng thương mại nên dễ làm giàu, no đủ và an nhàn vào tuổi trung niên. Người kỷ hợi chất phác không màu mè, khoa trương, song đôi khi lại có những kiến giải vô cùng độc đáo, đặc biệt họ khiến cho những người xung quanh cảm thấy dễ chịu. Khi tiếp cận vì họ không bao giờ bắt ép ai phải làm một việc gì mà người đó không thích, họ sẵn sàng khoan dung độ lượng trước những lỗi lầm của người khác. Tuy nhiên khi bị ép quá mức không chịu nổi, thì họ cũng sẽ nổi giận và tranh đấu quyết liệt tới cùng nhưng khi xong việc thì họ sẽ chẳng bao giờ để bụng ai. Người tuổi kỷ hợi không thích mê hoặc những người khác, chẳng giỏi lôi cuốn mọi người, cũng không nói năng ngọt ngào được mà họ mang trong mình đặc điểm riêng không thể nhầm lẫn được. Đó chính là sự chân thật, mỗi khi làm việc gì, họ đều đạt lợi ích của tập thể lên hàng đầu, không bao giờ ích kỷ vụ lợi cho bản thân. Những người này dễ đặt niềm tin vào người khác, điều đó khiến đôi lúc họ bị kẻ xấu lợi dụng, sự thật thà chân thành, giúp tuổi kỷ hợi xây dựng được nhiều mối quan hệ xã hội tốt đẹp. Đi đến đâu tuổi Kỳ Hợi lại có người yêu quý ngưỡng mộ tới đó, thế nhưng những người này không bao giờ tỏ ra vẻ kiêu ngạo, phô trương, ngược lại họ lúc nào cũng khiêm tốn, rụt rè. Bình thường Kỳ Hợi là những người không thích tranh chấp, đôi co với người khác, nhưng nếu vượt quá giới hạn chịu đựng, họ sẽ nổi giận lôi đình, tuy nhiên, trạng thái ấy sẽ nhanh chóng qua đi và tuổi Kỳ Hợi sẽ không thù hận để bụng bất kỳ điều gì. Cuộc đời của Kỳ Hợi cũng phải qua nhiều gian truân mới có được cuộc sống an nhàn về hậu vận, như những câu thơ sau: đoán xem số mạng tuổi này mạng mộc bình địa cây trên đất bằng đông xuân cũng thuận ai bằng hai mùa thuận số có ăn thanh nhàn số này có nạn vào thân gian truân lắm độ phong trần lắm khi tha hương lập nghiệp xứ xa trở về vận cuối làm ra có tiền vợ chồng chắc chở nhiều phen nếu không thì cũng lòng dòng đôi ba kỷ hợi có số hiền lương thấy ai ngọt dịu thì thương giúp liền số tuổi tu niệm ăn chay lòng ở nhân đức có ngày làm nên tuổi kỷ hợi có khá nhiều hay đẹp trên bước đường công danh và sự nghiệp cuộc sống có nhiều hay đẹp. Về vấn đề tình duyên cũng như về danh phận sau này, tiền vận có một vài đau khổ, trung vận và hậu vận mới được an nhàn. Tuổi kỷ hợi hưởng thọ trung bình vào khoảng từ 72 đến 88 tuổi, nếu ăn ở gian ác thì sẽ bị giảm kỷ, hiền hòa phúc đức thì sẽ được gia tăng thêm niên kỷ. Vận trình người tuổi kỷ hợi trong năm giáp thìn 2024 Xét về địa chi, địa chi người tuổi này là hợi gặp địa chi thìn của năm giáp thìn là chủ về quan hệ bình hòa, trong năm Giáp Thìn 2024, người tuổi Kỷ Hợi các dự định tiến hành công việc đều được thuận ý muốn. Xét về ngũ hành địa chi của tuổi Hợi là thủy, ngũ hành địa chi năm Thìn là thổ, thổ khắc thủy, nên trong năm 2024 chủ mệnh cẩn thận vấn đề liên quan đến sức khỏe của thành viên gia đạo, ngoài ra có thể chuyện phiền muộn đưa tới. Xét về thiên can, thiên can người tuổi này là Kỷ thuộc vào hành thổ, gặp năm Giáp Thìn 2024, thiên can Giáp thuộc hành mộc là quan hệ chủ về tương hợp. Năm này công việc của người thiên can kỷ được quý nhân hỗ trợ, đồng thời thêm được liên kết, phát triển hoặc đầu tư chung. Xem tử vi năm 2024, về công danh mưu cầu cũng chủ về tốt đẹp, tuy nhiên do ngũ hành thiên can của năm 2024 tương khắc với thiên can của tuổi này, nên bản thân có thể sức khỏe trong năm không được tốt. Xét về mối quan hệ ngũ hành, ngũ hành của người tuổi này là mộc, gặp ngũ hành hỏa của năm giáp thìn 2024, thể hiện quan hệ về sinh xuất, bản thân người bản mệnh mộc bị hao tổn. Tiến hành mọi việc tuy thấy thuận nhưng không kéo dài, bởi lẽ công việc có đầu nhưng không đuôi, tiền bạc đầu tư cho làm ăn chi tiêu nhiều, nhưng lại thu hồi khó, cẩn thận có bệnh về ngực nên bản mệnh cần chú ý lưu tâm. Phần cuối năm người mệnh này gặp những điều không được như ý, bất lợi đưa tới. Xét theo vận niên Xem tử vi tuổi hợi 2024, trong năm con rồng, tuổi kỷ hợi gặp vận niên hầu thực quả, tức khi ăn trái cây, hình ảnh này mang ý nghĩa, khi được nhiều trái cây ăn no đủ. Năm này làm việc gì dù to dù nhỏ đều có lợi nhiều, buôn bán thì đông khách, làm ruộng thì được mùa, đầu tư thì thắng lớn, vận đỏ lắm, tiền bạc tiêu pha không phải nghĩ. Về phương diện tình cảm, dù gia đạo hài hòa, nhưng cũng khó tránh lúc xung đột, nên cẩn thận lời nói, nghĩ sao nói vậy, đừng giả dối mình để khỏi giả dối với người, vì người ta tin tưởng ở mình lắm xét theo vận hạn năm 2024 tuổi kỷ hợi. Tam tai 2024, tuổi kỷ hợi không phạm tam tai, tốt, kim lâu 2024, tuổi kỷ hợi phạm kim lâu thê, tức hại cho vợ, không thích hợp đứng tên tuổi xây nhà hoặc tiến hành đại sự trong gia đình. Hoang ốc 2024, tuổi kỷ hợi phạm hoang ốc, không tốt khi tiến hành xây dựng nhà cửa. Xét về Nam Mạng 1. Sao chiếu mệnh, tuổi kỷ hợi 1959 trong năm 2024, có sao thủy diệu chiếu mệnh trong hệ thống cửu diệu. Sao thủy diệu là phúc lộc tinh chủ về tài lộc hanh thông, tiền bạc bội thu, sự nghiệp thăng tiến, thế nhưng sao này gây bất lợi khi xuất hành đường xa. Đối với nam mạng kỷ hợi 1959, nếu năm 2024 mệnh chủ làm ăn ngay thẳng, kiên trì nỗ lực thì sẽ gặt hái được những thành quả nhất định, ngược lại nếu chủ quan hiếu thắng thì sẽ không nắm bắt được cơ hội. 2. Vận hạn Năm 2024 tuổi kỷ hợi nam mạng gặp hạn thiên tinh, hạn này chủ về sức khỏe bị ảnh hưởng, tinh thần dễ gặp chuyện không vui vẻ. Để giảm trừ tác động xấu của vận hạn, mệnh chủ nên dành nhiều thời gian hơn chăm sóc sức khỏe của bản thân. Không nên để tâm trạng của mình bị ảnh hưởng bởi những điều tiêu cực, giữ một tinh thần lạc quan, vui vẻ mỗi ngày, chính là liều thuốc bổ cho sức khỏe của bản thân. Dưới đây là những luận giải về tử vi 2 tháng đầu năm 2024 nam mạng tuổi kỷ hợi dựa trên các phương diện công việc, sự nghiệp, tiền bạc, tài chính, gia đạo, sức khỏe. Một công việc, sự nghiệp của nam mạng tuổi kỷ hợi. Thầy Tử Vi cho biết vận trình công danh, sự nghiệp của tuổi kỷ hợi nam mạng trong 2 tháng đầu năm giáp thìn này sẽ có nhiều khởi sắc. Mệnh chủ có thể tham gia vào các lĩnh vực đầu tư nếu có kiến thức tốt và sự tìm hiểu kỹ càng. Công việc trong đầu năm mới khá áp lực. Nhưng nếu kiên trì chăm chỉ làm việc thì nam tuổi kỷ hợi sẽ gặt hái được nhiều thành quả, gia tăng thu nhập. Khi thành công đến, mệnh chủ không nên hiếu thắng mà phải khiêm tốn gìn giữ thành quả của mình. Khi gặp thử thách cũng đừng vội nản lòng, chỉ cần bình tĩnh xử lý thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp. 2. Tài chính Xem tử vi hàng tháng của 12 con giáp nhận thấy, vận tài chính của nam kỷ hợi 1959 khá ổn định trong 2 tháng đầu năm 2024. Nếu mệnh chủ là người có kỹ năng quản lý tài chính cá nhân, kỷ luật trong chuyện tiền bạc, thì năm nay sẽ dành dụng được một khoản tiền tiết kiệm khá lớn. Thầy Tử Vi bật mí rằng, trong hai tháng đầu năm giáp thìn, nếu nam mạng kỷ hợi muốn tham gia đầu tư vào lĩnh vực nào đó, thì phải có kiến thức, không nên đầu tư theo cảm tính, theo sự phán đoán của người khác trên thị trường. 3. Tình duyên gia đạo Là người lớn tuổi trong gia đình, nam mạng tuổi kỷ hợi luôn cư xử đúng chuẩn mực, sống đức độ để làm gương cho con cháu. Đây cũng là lối sống tạo nên truyền thống, văn hóa cho gia đình. Trong hai tháng đầu năm 2024, kỳ hợi Nam Mạng sẽ đón nhận những niềm vui bé nhỏ trong gia đình. Các thành viên trong nhà càng đoàn kết, gắn bó bao nhiêu, thì gia đạo thịnh vượng bấy nhiêu. Nếu có mâu thuẫn xảy ra, mệnh chủ nên lắng nghe, chia sẻ nhiều hơn, bình tĩnh giải quyết mọi chuyện thì sẽ được êm xuôi tốt đẹp. 4. Sức khỏe Ở độ tuổi này, giữ gìn sức khỏe là điều quan trọng đối với nam tuổi kỷ hợi mệnh chủ là người chăm chỉ cần mẫn với công việc nhưng cũng không nên bỏ bê bản thân trong 2 tháng đầu năm 2024 nếu cơ thể có sự thay đổi thì nam tuổi hợi 1959 nên đi thăm khám để kiểm tra sức khỏe những lo âu căng thẳng sẽ xuất hiện nếu quý ông duy trì cường độ làm việc cao liên tục sức khỏe đi xuống thì đời sống tinh thần cũng ảnh hưởng ít nhiều vì vậy nam tuổi kỷ hợi nên tăng cường những thói quen tốt như ăn đủ dinh dưỡng, nghỉ ngơi điều độ, tham gia thể dục thể thao để có một lối sống lành mạnh cuộc đời an vui. Quý vị thân mến, tiếp theo chúng ta cùng xét đến lá số của nữ mệnh kỷ hợi. 1. Sao chiếu mệnh Năm 2024, nữ mạng tuổi kỷ hợi có sao mộc đức chiếu mệnh trong hệ thống cửu diệu. Mộc đức là phúc tinh mang tới nhiều may mắn, bình an thuận lợi cho thân chủ. Nữ kỷ hợi 1959 nếu sống hiền lành, đức độ, ngay thẳng, thì sẽ nhận được nhiều sinh khí nhất từ sao Mộc Đức trong năm giáp thìn này mệnh chủ sẽ gặp được quý nhân phù trợ giúp đỡ trước đó nữ kỷ hợi càng làm nhiều việc tốt bao nhiêu thì nay càng được đền đáp xứng đáng bấy nhiêu lúc trời nắng giúp người thì khi trời mưa được người cho mượn ô 2. vận hạn trong năm giáp thìn nữ mạng tuổi kỷ hợi gặp hạn tam kheo hạn này chủ về sức khỏe hạn về chân tay đau mắt để giảm tác động xấu của vận hạn trong năm 2024 kỳ hợi nữ mạng nên thăm khám kiểm tra sức khỏe định kỳ, khi đi lại đường xa cần chú ý an toàn cho bản thân, mệnh chủ cũng nên duy trì các thói quen tốt cho sức khỏe, tinh thần, chẳng hạn như tập thể dục thường xuyên, tập thiền định để giữ tâm trong lành, ăn uống đủ dinh dưỡng, phòng các bệnh về mắt. Ngay dưới đây sẽ là luận giải chi tiết các phương diện cho nữ mạng tuổi kỳ hợi, 2 tháng đầu năm 2024 như sau. 1. Công việc, sự nghiệp. Là người chăm chỉ cần cù nên ở độ tuổi này nữ mạng tuổi kỷ hợi vẫn duy trì công việc ổn định nhẹ nhàng. Theo luận giải mới nhất, các thầy tử vi chiêm tinh học cho biết, trong 2 tháng đầu năm 2024 này, mệnh chủ nên hướng tới sự an toàn, không nên thay đổi nhiều công việc khác nhau, hãy cứ làm tốt việc hiện tại, bền bỉ và kiên trì. Đối với nữ kỷ hợi 1959 đã nghỉ hưu thì có thể làm thêm công việc phụ, chủ yếu là để đỡ chán nản mỗi khi rảnh rỗi, dẫu sao mệnh chủ vẫn thích sự bận rộn hơn là việc nghỉ ngơi tuổi già. 2. Tài chính Là con người thiên về gia đình nhiều hơn, nên nữ tuổi kỷ hợi ít bị chi phối về tiền bạc. Hai tháng đầu năm 2024 mệnh chủ vẫn giữ được cho mình những nguồn thu tốt. Điều quan trọng là nữ tuổi hợi 1959 biết quản lý chi tiêu, nên có của dư của để. Trong hai tháng đầu năm 2024 này, mệnh chủ nên thận trọng trước những cơ hội đầu tư hoặc cho vay mượn tiền bạc. Làm việc gì cũng cần có kế hoạch và sự chuẩn bị tốt. Nếu có giao dịch làm ăn, thì cần có giấy tờ đầy đủ để tránh nhầm lẫn. 3. Tình duyên gia đạo Ở độ tuổi này, gia đình là điều quan trọng nhất với tuổi kỷ hợi nữ mạng. Mệnh chủ là người lớn tuổi trong nhà, luôn đứng giữa kết nối các thành viên lại với nhau. Cổ nhân xưa có câu, gia hòa vạn sự hưng, ý chỉ nếu gia đình hòa hợp thì mọi sự thuận lợi có nhiều phúc khí. Vì thế trong hai tháng đầu năm 2024 này, nữ tuổi kỷ hợi hãy tiếp tục thực hiện tốt vai trò của mình là người dẫn đầu làm gương cho con cháu nếu có mâu thuẫn xảy ra chỉ cần bình tĩnh giải quyết mọi người ngồi xuống lắng nghe chia sẻ để thấu hiểu nhau hơn 4. sức khỏe nếu có một sức khỏe tốt tinh thần của nữ tuổi kỷ hợi sẽ luôn được thoải mái thư giãn không lo âu căng thẳng đời sống an lạc vì thế trong 2 tháng đầu năm 2024 này mệnh chủ cần phải chú ý tới việc chăm sóc sức khỏe của mình nhiều hơn nếu có dấu hiệu thay đổi trong cơ thể thì không nên chủ quan mà phải đi kiểm tra thăm khám định kỳ. Bên cạnh đó, duy trì một thói quen sống lành mạnh, ăn uống đủ chất, nghỉ ngơi điều độ, tránh xa năng lượng tiêu cực là bí quyết sống lâu, sống khỏe cho kỳ hợi nữ mạng. Bây giờ chúng ta cùng xét về lá số tử vi của gia chủ tuổi kỳ hợi trong những tháng 1 và tháng 2 năm 2024 âm lịch. Đầu tiên chúng ta xét về tháng 1 âm lịch, tháng giáp dần, năm giáp thìn thất xích nhập phương chính đông người mệnh này có thể phải chịu sức ép hay sự cạnh tranh lớn trong môi trường làm việc nhưng chính điều này lại tạo ra môi trường để những ai giỏi có cơ hội tỏa sáng thiên ấn trợ lực cho công việc của người tuổi kỷ hợi trở nên hanh thông suôn sẻ đây là khoảng thời gian vui vẻ hào hứng nhất là những ai làm việc liên quan đến sáng tạo thì càng có cơ hội để thể hiện năng lực của mình năng lực của bản mệnh là nguồn cảm hứng cho người khác họ tìm đến bạn để có được sự giúp đỡ danh tiếng của bạn tăng lên bạn thậm chí có thể được thăng chức, tăng lương. Các mối quan hệ đồng nghiệp cũng trở nên gắn kết hơn và bạn có thể đặt niềm tin vào một vài người đồng hành. Tuy nhiên, bên cạnh đó ảnh hưởng của tương phá khiến những người chăm chỉ nhiệt tình như bạn cũng bắt đầu có cảm giác kiệt sức, cần cân đối lại thời gian để cân bằng lại cuộc sống. Từ vi tháng 1 năm 2023 tuổi hợi âm lịch, tình hình tài chính của bản mệnh kỷ hợi khá cân đối, việc mua sắm chuẩn bị cho ngày Tết cũng như mừng tuổi đã ngốn của mệnh chủ một khoản kha khá. khá nhìn chung tháng này chi phí nhiều hơn là nguồn thu nhưng một khi đó là việc nằm trong kế hoạch thì không có gì phải lo lắng cả với những con giáp tuổi kỷ hợi đang triển khai dự án mới hoặc mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh khi mà mọi thứ đang ở hình thức khởi động nghĩa là tín chủ đang tốn kha khá tiền để đầu tư hãy luôn có kế hoạch hỗ trợ khi cần không nên chủ quan những ai đang có kế hoạch làm giàu nhanh chóng hãy cẩn thận ngoài việc tính toán số tiền có thể sinh sôi thì kỳ hợi nên cân nhắc xem việc mình làm có gây ra tác hại nào tới xã hội hay không nhé. Nếu các bác đang cân nhắc về các khoản tiền dùng để đầu tư, thì cần có con số chính xác đừng thực hiện mọi thứ một cách cảm tính quá sẽ không mang lại kết quả nào. Tử vi tháng 2 âm lịch tháng đinh mão năm giáp thìn. Sự nghiệp của người tuổi kỷ hợi có những bước tiến đáng kể trong tháng 2 âm năm 2024 này dưới sự nâng đỡ của cục diện tam hợp. Thời điểm này, kỷ hợi có cơ hội gặp được những người đồng nghiệp cấp trên tốt đối phương sẵn sàng chia sẻ cho bản mệnh những kinh nghiệm quý giá, góp ý cho tín chủ những vấn đề còn tồn tại để bạn tiến bộ nhanh chóng hơn. Vì thế, theo tử vi tháng 2 năm 2024 tuổi hợi âm lịch, trong mọi tình huống con giáp này hãy luôn giữ thái độ khiêm tốn và cầu thị, quá trình lắng nghe sẽ giúp bạn tích lũy được nhiều kiến thức quý giá. Với những người đi xin việc làm thêm, tín chủ cũng sẽ gặt hái được thành quả đáng mừng, cốt là kỳ hợi chuẩn bị đầy đủ những kiến thức cần thiết và luôn cẩn thận trong từng việc mà mình làm hãy thể hiện điểm mạnh của bản thân để gây ấn tượng với giám khảo, người tuyển dụng. Việc lập kế hoạch làm việc cần căn cứ vào tình hình thực tế, không nên ảo tưởng vào khả năng của mình hoặc lý tưởng hóa mọi việc. Chỉ khi đưa ra những mục tiêu cụ thể và đúng đắn, bạn mới có động lực để thực hiện và thực hiện đạt kết quả cao. Tuy nhiên, tháng này bản mệnh vẫn cần phải chú ý đến những tác động xấu do nguyệt lệnh lâm tử và ngũ quỷ đem lại. Tiểu nhân vẫn luôn nhăm nhe tìm cơ hội khi bạn lơ là để quấy phá. Vì thế, dù có đạt được thành công, bạn cũng chớ nên chủ quan, làm việc gì bạn cũng hãy cẩn thận khiêm tốn, để ý đến cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Theo tử vi tháng 2 âm lịch, công việc phát triển thuận lợi, cũng kéo theo tình hình tài chính khả quan, con giáp này có thể thu được một khoản tiền kha khá, giúp cải thiện cuộc sống, để dành tiết kiệm, tam hợp nâng đỡ, người làm công ăn lương hoàn thành tốt công việc của mình có thể được thưởng nóng hoặc cất nhắc tăng lương, với những người vừa tìm được việc làm, bạn kiếm được khoản lương đầu tiên trong công việc mới việc đó đem lại cho bạn nhiều động lực để bạn cố gắng hơn, đồng thời giúp cuộc sống của bạn ít nhiều có cải thiện. Với người làm ăn kinh doanh, bạn cần nhạy bén để nhận ra đâu là thời điểm để ký kết hợp đồng làm ăn với đối tác. Tháng này có nhiều thời cơ mở ra trước mắt, nhưng không phải cơ hội nào cũng đem về tiền tài dư giả. Bạn cần đánh giá tình hình và đối tác chính xác để đưa ra những sự lựa chọn phù hợp nếu có ý định mở rộng đầu tư kinh doanh. Kỳ hợi cũng có thể xem xét thực hiện trong thời điểm này, có điều. Các bác cần xây dựng những kế hoạch phù hợp với sức của mình, không nên chạy theo xu thế, khiến tiền mất tật mang, ảnh hưởng sức khỏe. Ngũ quỷ hung tinh soi chiếu đem tới ít nhiều tác động tiêu cực cho vận trình của bản mệnh, song bạn không cần quá lo lắng, chỉ cần kỳ hợi làm việc cẩn thận thì không lo sợ tiểu nhân quấy phá, thậm chí tín chủ còn đoán được trước tình hình để chuẩn bị sẵn cách ứng phó. Nhìn chung, người tuổi kỳ hợi không gặp phải vấn đề nào quá lớn trên phương diện sức khỏe trong tháng 2 âm năm 2024 này. Đôi khi công việc vất vả có thể khiến bạn cảm thấy hơi mệt mỏi, song chỉ cần các bác nghỉ ngơi đúng lúc thì sẽ nhanh chóng phục hồi sức lực, để có thể luôn khỏe mạnh, có tinh thần hiện thực hóa các mục tiêu. Kỳ hợi nên lưu ý đến chế độ ăn uống cân bằng dinh dưỡng, lối sống khoa học, không nên làm việc quá sức, hạn chế tiệc tùng, đồng thời chăm chỉ rèn luyện thể dục thể thao phù hợp với thể trạng của bản thân. Tổng kết lại, từ các mối quan hệ thiên can, địa chi, ngũ hành ta thấy rằng, người tuổi Kỷ Hợi có những suy nghĩ lạc quan, tích cực Chính vì vậy mà cuộc sống cũng phát triển theo chiều hướng tốt đẹp. Trong hai tháng đầu năm 2024, bản mệnh không còn phải lo toan quá nhiều về công việc, tiền bạc, con cái. Tuy nhiên, bản mệnh nên hạn chế tính tình nóng này, không nên mâu thuẫn với hàng xóm, láng giềng. Trong gia đình thì hãy lắng nghe nửa kia hoặc con cái nhiều hơn. Khi tham gia giao thông, cần đề phòng tai nạn bất ngờ gây tổn hao sức khỏe. Phương diện tài lộc không có quá nhiều biến động, hãy hạn chế tranh chấp để tránh mất tiền không đáng cách hóa giải vận hạn cho tuổi kỷ hợi, sinh năm 1959, trong năm 2024 và phong thủy may mắn trong năm 2024, giúp tín chủ kỷ hợi xua hung đón cát, tăng tài tụ lộc, vượng vận khí suốt cả năm. Với tuổi kỷ hợi nam mạng, hóa giải sao hạn, trong năm 2024 này, vận hạn của nam mạng tuổi kỷ hợi sẽ giảm trừ nếu mệnh chủ làm nhiều việc tốt, tu tâm dưỡng tính, sống hướng thiện, cổ nhân xưa từng nói, đức năng thắng số ý chỉ rằng con người có thể làm chủ được số phận, cuộc đời mình. Theo quan niệm dân gian, gặp sao thủy diệu mệnh chủ có thể làm lễ nghênh đón cung sao, nghi lễ được thực hiện một lần vào đầu năm, tại chùa hoặc tại gia, khi tham dự gia chủ cần thành tâm là chính, lễ vật không cầu kỳ. Với tuổi kỷ hợi nữ mạng, để hóa giải vận hạn trong năm 2024, nữ mạng tuổi kỷ hợi hãy tu tâm dưỡng tính, làm nhiều việc thiện, tránh xa chuyện ác, ở thời điểm hiện tại, mệnh chủ gieo nhiều duyên lành thì tương lai sẽ được hưởng lợi lạc. Sao mộc đức là phúc tinh, theo kinh nghiệm của dân gian, vào năm gặp được phúc tinh, người xưa sẽ làm lễ nghênh đón cung sao để chào đón những điều may mắn, tốt lành, nghi lễ này được thực hiện tại chùa hoặc tại gia, một lần vào đầu năm. Nữ mạng kỷ hợi trong năm 2024 thực hiện lễ cúng nghênh đón sao mộc đức theo hướng dẫn, khi tiến hành chỉ cần chuẩn bị lễ vật tùy tâm, quan trọng nhất là tấm lòng thành của gia chủ vật phẩm phong thủy, những vật phẩm cầu bình an, may mắn, hóa giải tai ương cho nam nữ mạng tuổi kỷ hợi trong năm 2024 là mặt Phật bản mệnh và vòng tay trầm hương. Tuổi kỷ hợi được Phật A Di Đà hộ mệnh, đeo mặt Phật A Di Đà bên người để nhất tâm hướng thiện cầu bình an và nhận được sự soi đường chỉ lối của Đức Phật. Kỷ hợi 1959 mệnh mộc, hợp với mặt Phật A Di Đà đá thạch anh xanh, tương hợp hoặc mặt Phật A Di Đà đá núi lửa đen, tương sinh trầm hương không những mang nhiều ý nghĩa tốt đẹp trong phong thủy mà còn có tác dụng rất tốt đối với sức khỏe con người tuổi kỷ hợi đeo vòng tay trầm hương để giảm lo âu căng thẳng chấn an tinh thần cầu bình an hạnh phúc phong thủy may mắn cho tuổi kỷ hợi năm giáp thìn 2024 một chọn người hợp tuổi sông nhà xem tuổi sông nhà là một trong những phong tục tập quán mang đậm bản sắc dân tộc của người Việt đây là hình thức cầu may mắn trong mỗi dịp Tết Nguyên Đán theo đó gia chủ sẽ chọn người hợp tuổi với mình, tính tình lương thiện, hiền lành để mời đến sông nhà đầu năm trong 12 con giáp. Tuổi hợi tam hợp với tuổi mão mùi, nhị hợp với tuổi dần. Ngoài ra, nam mạng tuổi kỷ hợi có thể chọn người mệnh thủy tới sông nhà đầu năm. Cụ thể, nam tuổi kỷ hợi trong năm 2024 hợp với những tuổi sông nhà sau đây, đinh mùi 1967, giáp dần 1974, ất mão 1975, kỷ mùi 1979, Nhâm Tuất 1982, Quý Hợi 1983. 2. Xuất hành đầu năm 2024, vào ngày mùng 1 Tết Nguyên Đán, khi xuất hành mệnh chủ đi về hướng Đông Nam để đón tài thần, hướng Đông Bắc để đón hỷ thần, khởi hành vào các khung giờ hoàng đạo sau: giờ dần, từ 3 đến 5 giờ, giờ hoàng đạo tư mệnh, giờ thìn, 7 đến 9 giờ, giờ hoàng đạo Thanh Long, giờ Tỵ, 9 đến 11 giờ, giờ hoàng đạo Minh Đường, giờ Thân. 15 đến 17 giờ, giờ Hoàng đạo Kim Quỹ, giờ Dậu, 17 đến 19 giờ, giờ Hoàng đạo Kim Đường. Đầu năm mới Nam Mạng kỷ hợi 1959, xuất hành đi chùa, vãn cảnh, thăm thân quyến vào các ngày đẹp sau đây, thứ hai, ngày mùng 3 tháng 1 năm 2024 âm lịch, thứ ba, ngày mùng 4 tháng 1 năm 2024 âm lịch, thứ năm, ngày 12 tháng 1 năm 2024 âm lịch, thứ hai, Ngày mùng 10 tháng 1 năm 2024 âm lịch, thứ tư, ngày 12 tháng 1 năm 2024 âm lịch, thứ hai, ngày 17 tháng 1 năm 2024 âm lịch, thứ sáu, ngày 21 tháng 1 năm 2024 âm lịch, thứ hai, ngày 24 tháng 1 năm 2024 âm lịch, thứ sáu, ngày 28 tháng 1 năm 2024 âm lịch. 3. Khai xuân, khai trương, mở hàng. Để cầu công việc thuận lợi sự nghiệp thăng tiến trong năm mới, người Việt ta thường khai bút đầu xuân, khai xuân mở hàng, khai trương đầu năm vào ngày lành tháng tốt. Nhà báo, luật sư khai bút đầu xuân để cầu thi cử thuận lợi, công việc suôn sẻ, nông dân, ngư dân, người làm tự do, khai xuân mở hàng để cầu mùa màng bội thu, làm ăn phát đạt. Trong năm 2024, quý bạn nên chọn ngày mùng 2, mùng 4 hoặc mùng 7 tháng riêng để tiến hành công việc với những người làm ăn kinh doanh, buôn bán, thì có thể khai trương đầu năm vào những ngày sau theo lịch âm dương 2024, thứ hai, ngày mùng 3 tháng 1 năm 2024 âm lịch, thứ sáu, ngày mùng 7 tháng 1 năm 2024 âm lịch, chủ nhật, ngày mùng 9 tháng 1 năm 2024 âm lịch, thứ ba, ngày 16 tháng 1 năm 2024 âm lịch, thứ sáu, ngày 21 tháng 0 1 năm 2024 âm lịch, thứ tư, ngày 26 tháng 1 năm 2024 âm lịch, thứ sáu Ngày 28 tháng 1 năm 2024 âm lịch. 4. Vật phẩm cầu tài lộc may mắn. Trong phong thủy, mặt Phật Di Lặc và vòng tay Tỳ Hưu là hai vật phẩm cầu tài lộc, công danh được rất nhiều người ưa chuộng. Phật Di Lặc là biểu tượng của tài lộc, vận may, cuộc sống sung túc, tuổi kỷ hợi nam mạng đeo mặt Phật Di Lặc bên mình để cầu công danh như ý, sự nghiệp hanh thông, thu hút tiền tài. Tuổi hợi 1959 mệnh Mộc, hợp với mặt Phật Di Lặc đá mã não xanh tương hợp hoặc mặt Phật di lạc đá núi lửa đen, tương sinh, tỳ hưu là vật phẩm phong thủy được sử dụng phổ biến, nhất là với những người làm ăn kinh doanh, buôn bán, kỷ hợi 1959 đeo vòng tay tỳ hưu để chiêu tài, phát lộc, gia tăng vượng khí, kích hoạt vận may trong công việc. Màu sắc may mắn Năm 2024, tuổi kỷ hợi hợp màu xanh lục, xanh lá, màu mệnh mộc, kỷ hợi 1959 mệnh mộc, hợp với màu thuộc hành mộc và hành thủy. Riêng trong năm 2024 này, mệnh chủ nên chọn màu của hành mộc bởi những màu này tương sinh với năm giáp thìn 2024. Ứng dụng các màu hợp tuổi kỷ hợi 1959 vào công việc, cuộc sống sẽ giúp kích thích tâm lý, điều hòa cảm xúc, nạp năng lượng tích cực tốt cho phong thủy. Thưa quý vị thân mến, trong chuyên mục nhân sinh cảm ngộ ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi xin được chia sẻ về cảnh giới hạnh phúc thực sự. Một người khi còn tráng niên, Thanh xuân ít tuổi, ý chí hừng hực như ngựa bạch song phi, như chim ưng xải cánh, căng tràn nhựa sống. Nhưng hãy bước vào tuổi lão niên, thì cơ thể bắt đầu trên đà xuống dốc, lúc này mới minh bạch điều gì mới thực sự là hạnh phúc. Một nhà thơ có câu rằng, được thì ca hát, mất thì buông, đắc tức cao ca, thất tức hưu, đời người có những lúc đắc ý, cũng có những khi thất ý, khi đắc ý thì nhiều bạn lắm bè. Tiền tài như nước, hội họp rôm giả, đời người khi đắc ý thì những trận vui bất tận tiệc tùng rượu chè thâu đêm suốt sáng như vậy thì làm gì có tâm tư để suy nghĩ tới cách sống khỏe mạnh nên thể trọng tăng nhanh ba căn bệnh cao huyết áp tiểu đường máu nhiễm mỡ đều rủ nhau tìm đến do uống rượu vô độ nên gan cũng hư hại dần đến lúc này thì hối hận cũng đã muộn dẫu vật chất có thể hưởng thụ vẫn còn nhưng người lại mất đi khả năng hưởng thụ chỉ biết thở dài thân không bệnh tật mới là hạnh phúc chân chính đời người khi thất ý khi địa vị danh lợi và tài sản của một người bị hủy hoại nghiêm trọng thì nhất định phải giữ được sự cân bằng giữa thân tâm và sức khỏe như mặt trời luôn mọc ở hướng đông như câu nói xưa núi xanh vẫn còn thì lo gì không có củi đốt con người sống trên đời nào ăn mặc ở nào người già trẻ nhỏ sao có thể không lo nghĩ không làm gì được đây cho nên tâm chẳng lo phiền không phải là không lo nghĩ gì tới mọi việc trên đời mà là tâm mình không bị những chuyện vụn vặt trong cuộc sống làm bận lòng khi bận rộn bạn vẫn có thể giữ được tâm thái bình hòa tâm hồn tự do kỳ thực đó chính là tâm không bị mê mờ ngăn trở Tâm không lo phiền là một cách sống nhàn nhã, nhàn nhã không phải là lười biếng, mà là ung dung tự tại, nếu có lo nghĩ thì cũng không vì cuộc sống bận rộn mà thần trí mê mờ, quên mất thưởng thức hương vị thực sự của cuộc sống, nắm vững ý nghĩa chân chính của kiếp người. Trong cuộc sống này, có rất nhiều người dốc hết toàn bộ sức lực vào việc sản xuất, nên luôn bận rộn căng thẳng như đám tơ vò, vì bận rộn nên rất nhiều người ngay cả khi đi thang máy cũng phàn nàn quá chậm chạp, họ sớm đã không còn cảm giác tĩnh lặng, thư thái lặng nhìn màu xanh biếc muốn khoác chiếc áo người, vòng quay chủ đạo của cuộc sống hiện đại, không thể thiếu việc bận rộn chạy đua với thời gian. Như nhàn nhã lại là những lúc tản bộ thành thơi trong cuộc sống, là khi cơ thể được nghỉ ngơi một cách thoải mái, sau khi cả thân lẫn tâm đều mệt mỏi, chịu nặng. Nếu cảm thấy đã thấm mệt thì cuối tuần bạn hãy rời xa nơi phồn hoa ồn ào, đọc sách một mình cũng được, hoặc tụ họp cùng hai ba người bạn cũng được, hãy làm một vài việc mình thích, đừng gò ép bản thân, tâm không phiền não là một tâm thái khoáng đạt, lạc quan. Cổ nhân có câu rằng, tâm chẳng lo phiền rộng một vùng, thiền sư vô môn huệ khai là một cao tăng đời đường. Ông cũng khuyên con người cần giữ cho tâm mình chẳng lo phiền, ông cho rằng như vậy mới có thể sống một cách thư thái, nhẹ nhàng, thành thơi an nhiên. Xuân có trăm hoa, thu có trăng, hạ về gió mát, tuyết đông răng, ví lòng thanh thản không lo nghĩ, ấy buổi êm đềm trốn thế gian. Tại nhân gian bất kỳ lúc nào cũng có cảnh đẹp đợi bạn thưởng thức, mùa xuân trăm hoa khoe sắc có thể nuôi dưỡng tâm tình, Mùa hạ gió mát vi vu mang tới cảm giác mát lạnh cho con người, mùa thu ánh trăng thuần khiết, sáng trong, khiến lòng người bay bổng đắm say, mùa đông tuyết trắng lất phất mang tới cảm giác tinh khiết của những bông tuyết lạnh. Dẫu thế gian biến đổi ra sao, chỉ cần nội tâm không bị dao động bởi ngoại cảnh thì bạn đã có thể giữ được một tâm thái khoáng đạt, lạc quan, như vậy mọi sự vi nhục thị phi được mất đều không thể lung lạc được tâm hồn của bạn, thế giới trong tâm bạn cũng sẽ trải rộng ra vô cùng vô tận, tâm chẳng lo phiền chính là tâm thái lắng đọng tĩnh tại của con người là thái độ sống ung dung tự tại tâm chẳng lo phiền cũng là một cảnh giới tu thân dưỡng tính nhưng nhịp sống ngày càng xoay nhanh khiến rất nhiều người không thể nào trải nghiệm được cảnh giới tu thân dưỡng tính tu thân dưỡng tính là sự tĩnh lặng như ngắt bông cúc dưới hàng rào phía đông thành thơi nhìn ngắm núi nam nó nhấn mạnh sự lãng quên mọi thứ công danh lợi lộc ngoài thân đó còn là âm thanh ấm áp khi tối đến trời muốn đổ tuyết được dốc cạn một ly nó kêu gọi sự trở về của tình bạn và vỗ về tình thân cảnh giới có cao, có thấp, nếu tâm chẳng lo phiền thì trong tâm không có phiền não, hết thảy những cảnh tượng sự vật mà bạn nhìn thấy đều sẽ mang đến cho bạn niềm vui bất tận, bạn cũng sẽ cảm thấy nơi nào trên thế gian cũng tràn đầy tiếng vọng về ấm áp, nhưng muốn đạt tới cảnh giới tâm chẳng lo phiền không phải là một việc dễ dàng. Trong cuộc sống của mỗi người, thường sẽ gặp phải rất nhiều trắc trở và phiền muộn, sẽ chẳng bao giờ có một cuộc đời đều thuận buồm xuôi gió được trao tặng cho bất kỳ ai. Có người khổ vì tình, đứt từng khúc ruột có kẻ lại khổ vì danh, đeo đuổi không thôi, mà thất vọng tràn trề, người nghèo khổ vì miếng cơm manh, áo kẻ giàu sang khổ vì nghĩ cách giữ của, ăn không ngon, ngủ không yên, lúc trẻ có sức khỏe, nhưng lại chẳng có tiền bạc công danh. Khi về già công danh bạc tiền đầy đủ thì chẳng còn sức khỏe. Trong vòng quay ấy, ai ai cũng khổ, ai ai cũng muộn phiền, thân thể mệt mỏi không đáng sợ bằng tâm linh mệt mỏi, sống trong đời thường ai ai cũng không tránh khỏi việc bị phiền muộn mệt mỏi do bản thân mình và liên lụy từ người khác gây ra. Tuy nhiên có người sẽ chọn cách xem nhẹ, nhanh chóng quên đi để tận hưởng cuộc sống, nhưng có người lại mãi truy cầu bất tận, suy nghĩ ngày này qua ngày khác, khiến tâm mệt mỏi, đừng truy cầu một cách mù quáng, đừng giữ khư khư những tham vọng và truy cầu, cũng từng hối hận hay nuối tiếc vì những chuyện đã qua, hay ưu phiền về những điều chưa tới. Nếu thấy người khác bị thương thì hãy học cách yêu thương và khoan dung, đừng tính toán ân oán và được mất, nếu thực sự có thể làm được những yêu cầu cụ thể về việc tu thân dưỡng tính này, thì bạn chính là đang tiến gần tới cảnh giới tâm chẳng lo phiền rồi, những ngày tháng trong đời bạn cũng sẽ theo đó mà bay cao bay xa. Vâng, trên đây là những thông tin về tử vi tuổi kỷ hợi 1959, 2 tháng đầu năm 2024, hy vọng rằng những thông tin trong luận giải sẽ giúp tín chủ có thêm sự chiêm nghiệm về cuộc sống, cổ nhân có câu, đức năng thắng số, tức là người có phúc đức, sống hướng thiện thì làm chủ được vận mệnh của mình, con người nếu bền bỉ tích đức bằng cách làm việc thiện, tránh xa chuyện ác thì sẽ tìm thấy hạnh phúc, thay đổi cuộc đời. Xuân Giáp Thìn 2024 đang gõ cửa từng nhà, Minh Đường Tử Vi xin kính chúc quý cô bác và gia đình một năm mới sung vầy hạnh phúc, an khang thịnh vượng, tấn tài tấn lộc.